Cảm ơn quý vị cùng với Nguyễn Trường và Đoàn Trọng qua chương trình Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, chúng ta hân hoan đón mừng lễ tạ ơn và mùa Giáng sinh sắp đến. Quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV chúng tôi vào ngày 13 tháng 12 năm 2014 với những người có thể nói rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt chúng ta. Họ đã cố gắng và sẽ mãi mãi cố gắng để giúp cho chương trình truyền hình của Lido Sài Gòn TV được thăng tiến mỗi một ngày. Đó là những như anh Hoàng Trọng Thủy, như Phạm Khanh, Ngọc Quỳnh, Thanh Mai, rồi còn rất là nhiều nữa, có Ý Nhi. Sao nữa, anh không nhắc tên tôi với, tội nghiệp không, quá vậy. Không, tôi nhắc anh và anh nhắc tôi. Kính thưa quý vị, và đặc biệt tối nay quý vị đừng bỏ qua một cái chương trình đặc biệt là mỗi tuần một vấn đề từ 7 giờ đến 8 giờ. Quý vị sẽ thấy và sẽ biết đến anh Hoàng Trọng Thủy hôm nay. Nhưng mà không phải là anh Hoàng Trọng Thủy với những bản tin tức, mà anh Hoàng Trọng Thủy với những cái vấn đề ở trong gia đình của anh. Anh đã can đảm và dám nói lên đó là hiện tượng ma. Vâng. Cái điều đó đây là chương trình tiếp theo của mùa Halloween vừa rồi thưa quý vị. Chúng tôi không có nhiều giờ cho nên hôm nay là cái chương trình tối hôm nay từ 7 giờ đến 8 giờ là anh Thủy sẽ nói thêm về vấn đề ma xuất hiện và trong ngay trong gia đình. Thì đây mời quý vị cũng nhớ là 7 giờ tối hôm nay. Quý vị chỉ cần mua đồ ăn, ngồi chờ, bật tivi lên và đừng có lo sợ về chuyện ma của anh Hoàng Trọng Thủy Quế. Nhưng trở lại cái vấn đề quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng anh Võ Thành Sơn phải nói lên cho mọi người hiểu về ý nghĩa của cái việc làm của anh trong những ngày sắp đến, thưa anh Võ Thành Sơn. Dạ thì hôm nay là cái ngày của ông, là cái ngày làm tưởng niệm của ông cố Phạm Nhật Rạng, là kỳ thứ sáu. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức ra một cái giải, cũng nhờ quý vị khán thính giả cũng ủng hộ cho anh em ban tổ chức chúng tôi để có một số tài chính rồi đem về để cho anh em cựu tuyển thủ và cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn ở bên nhà. Luân Vũ thấy cái chương trình mà làm sắp tới của quý vị thì có mang lại cái kết quả theo như dự định của quý vị hay không? Thưa anh cũng như thưa quý khán giả, sự thành công của một giải cũng như là nghĩa cử của chú Võ Anh Sơn cũng như anh em mà trong ban túc cầu miền Nam California, đó là sự đóng góp và sự hảo tâm của quý khán giả đến với chương trình càng đông, và những tài trợ của những mạnh thường quân khi mà gặp cho những cựu tuyển thủ quê nhà như anh Trọng đã nói, anh Trọng thấy đạp xích lô hoặc là bệnh tật, thiếu những cái kinh phí để chữa trị, thì sự thành công hay không là từ lòng hảo tâm của tất cả quý khán giả. Luân Vũ là một người thế hệ sau nhưng mà cảm thấy đây là một chương trình rất đầy ý nghĩa nhân văn. Nếu quý vị nào mà muốn liên lạc tới ban tổ chức thì xin quý vị có thể lên cái website của tổng hội túc cầu, đó là socovietsoccer.com, socovietsoccer.com, hoặc gọi cho chú Võ Thành Sơn ở số 714-651-9957, 651-9957, 651-9957. Anh là nghệ sĩ rồi, tối hôm đó cái chương trình văn nghệ của anh mà có thể nói có sự đóng góp của anh không? Dạ thưa anh có, bởi vì chương trình này lần này thì sắp xếp rất là bài bản cũng như một show ca nhạc. Từ khâu nào, người nào lên phát biểu bao nhiêu phút là tụi em đã bàn lại với nhau rất là kỹ để cho từng ca sĩ. Thì thành phần ca sĩ chúng ta thấy có những người gạo cội như anh Quốc Anh, gồm có Trang Thanh Lan, gồm có Tuấn Châu, Lilian, nghe nói có Phương Hồng Quế, cũng như là các ca sĩ trẻ, MC Trần Quốc Bảo. Thưa vị, đây là chương trình rất hay, phẩm thư chú Võ Thành Sơn. Thế có ca sĩ nào mà có hình lớn này, Hoàng Thúy Vi này cũng là nổi tiếng mới bây giờ phải không anh? Dạ thưa anh đúng, Hoàng Thúy Vi cũng như Thùy Linh hát dòng nhạc quê hương cũng rất là hay. Nhưng mà anh có nhận tiền như giá mà bình thường đi tất cả các indie show cho những cái ban nhạc lớn này đây không? Dạ thưa anh, cũng như thưa quý khán giả, Luân Vũ đã nói là góp một bàn tay là không có nhận một đồng nào, cũng như là ủng hộ cho chương trình này với những thực đơn phong phú, 9 món ăn phong dạ, chú Sơn? 9 món ăn. 9 món ăn mà ban túc cầu rất là kỹ anh, tới thử từng món, phải vừa lòng cho mình và cũng như vừa lòng cho quý khách. Thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại cái thời gian, đó là ngày 28 là ngày thứ sáu, quý vị đến sân của trường trung học Grande Bosa High School, ngày 29 và 30 từ 8 giờ sáng cho đến chiều tối tại sân My Square Park góc đường Hyde và đường Brookhurst. Và không quên nhắc với quý vị là cũng vào ngày 30 thì buổi tối thì tại nhà hàng Moonlight. Kính thưa quý vị, chương trình Cà Phê Sáng chúng tôi có nhiều tin tức, có nhiều vấn đề mà chúng tôi cần phải chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên chúng tôi, sau khi ban tổ chức của chúng tôi cũng giống như chúng tôi suy nghĩ rằng
vấn đề nghĩa cử của những người của Tổng cục Tú cầu miền Nam California là một trong những cái hành động mà chúng ta cần phải tán trợ. Vì thế Lido Sài Gòn TV chúng tôi sẽ bảo trợ cho cái chương trình này, và đặc biệt tất cả những hình ảnh, tất cả những cái trận thi đấu, tất cả những cái buổi dạ tiệc chúng tôi sẽ phát hình vào trong những cái chương trình kế tiếp. Và sự đóng góp của quý vị như anh Luân Vũ đã nói, đó là một trong những cái vấn đề căn bản để cho chúng ta thực thi cái lòng nhân ái của chúng ta ngày hôm nay, cũng giống như ngày trong những cái thời gian sắp đến. Quý vị không thể để cho những người đã từng đại diện cho màu cờ sắc áo của chúng ta trước năm 1975 ngày nay đứng ở những cái đầu đường với những cái chiếc xe ôm mà có thể nói chạy, với những chiếc xe cũ kỹ, họ mang một cái bệnh mà chúng ta nghĩ đến và cần sự giúp đỡ họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê sáng với Đoàn Trọng và Nguyễn Trường trong chương trình mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Và không quên nhắc cùng với quý vị là sau một vài thông tin thương mại thì anh Hoàng Trọng Thụy và là bé Tí Lập Sơn sẽ đến với quý vị qua phần tin tổng hợp từ 8 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày. Và kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Luân Vũ và chú Võ Tình Sơn xin đại diện cho anh em Thúc Cầu gửi lời tri ân tới tất cả mạnh thường quân cũng như Lido Sài Gòn TV đã bảo trợ chính cho tổng hội Thúc Cầu, đó là niềm hân hạnh. Xin gửi lời chào tất cả quý vị.